Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Ender111. Và ngày hôm nay, chúng ta đã trở lại với Dead Cell, yes. Một năm rồi tôi chưa trở lại Dead Cell. Và ngày hôm nay, chúng ta đã trở lại. Thực sự thì trong khoảng hơn một năm qua, mình đã chuyển sang làm chuyên chóc. Mình đã gần như tập trung hết mọi nguồn lực vào đấy rồi. Nên là mình cũng không còn chơi Dead Cell, cũng như là không còn làm kênh Ender111 nữa luôn. Thế nên là ngày hôm nay mình đã quyết tâm là mình sẽ trở lại và sẽ gọi là chinh phục chùm cuối của DLC Dead Cell nha các bạn. Thì đó là DLC Return to Castlevania. Nó ra mắt được hơn 1 năm rồi nhưng mà bây giờ thì mình mới chơi các bạn. Thì mình không biết là quá trong đấy nó sẽ như thế nào. Và mình cũng có vừa mới nghe một cái tin, đó là phiên bản update 35 của Dead Cell. Nó chính là phiên bản cuối cùng của trò chơi này. Bởi vì là do các nhà phát triển của Dead Cell là Motion Twin và Evil Empire, họ đã quyết định là hướng tới những dự án khác. Thế cho nên là Dead Cell được ra bản 35 này thì sẽ là một bản cuối cùng nha các bạn. Thì mình vừa mới cập nhật khoảng trưa nay thôi. Đấy, đang định làm clip luôn thì nó cập nhật luôn các bạn ạ. Mình cũng không có biết là trong phiên bản mới này nó sẽ có cái gì. Nhỏ mình cũng vào mình chơi thôi, mình cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà dù sao thì chúng ta có thể coi như đây sẽ là một sự kết thúc của Dead Cell. Thực sự thì rất là buồn đó các bạn ha. Sau khoảng 7 năm phát triển thì Dead Cell đã có rất nhiều những cái hay và những phiên bản cập nhật mới liên tục phát triển và tạo ra thêm cho người chơi rất nhiều những trải nghiệm mới ha. Thì bây giờ game họ đã coi như là đến phiên bản cuối này nó ngừng rồi các bạn ạ. Dù sao thì mình cũng cảm ơn Motion Twin và Evil Empire. Họ đã tạo ra Dead Cell này, họ đã tạo ra một sân chơi cho mọi người này, và cũng là tạo điều kiện cho những người như mình làm sáng tạo nội dung có thể tạo ra được những video hay về Dead Cell. Thì mình xin chân thành cảm ơn. Và thôi không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào nha. Thì mình đang có cho mình file save update 32 các bạn ơi. Nói chung là lâu lắm không chơi thì mình chỉ còn có đúng cái file save này thôi. Nên mình vào luôn nha các bạn. Ok, có gì mới ở Dead Cell? Dead Cell đã trở lại với phiên bản update thứ 35, khám phá với nhiều mới, 3 vũ khí mới, 3 quái mới và 3 đột biến mới. À, nhà nó sẽ có thêm những cái update mới à. Ok, nói chung thì ra chơi phiên bản đầu tiên thôi. Tôi hơi buồn đấy, nhưng mà không sao. Bây giờ thì chúng ta sẽ... Mình thì rất là muốn đánh 5 boss Dead Cell ấy, nhưng mà bản thân mình cảm thấy là trận này nó khá là khó với mình, nhưng mà thôi, mình để 3 boss Dead Cell thôi. Mình có thể đánh 5 thôi các bạn, đánh 5 khó lắm. Mình nghĩ khi nào mình quen lại tay với Dead Cell thì mình sẽ đánh 5 boss Dead Cell sau. Ok, chúng ta sẽ cùng gọi là thay một ít đồ cho các bạn, mặc cho nó đẹp trai một tí. Ồ, à, ồ, hình như là nó có cái tóc gì các bạn. Từ từ. Ồ, uầy, một ui lực với các bạn đây. Nó có đầu này. À, nghe là bây giờ mình không những mặc được quần áo mà mình còn mặc được cả đầu các bạn ạ. Thì kiểu thay đổi kiểu tóc các bạn. Như tóc mình này mới cắt hôm qua, được trai không? Đấy, thì mình sẽ được một cái vũ khí ở đây là một cái kẹp cắt tóc. Thì nói chung là nó không biết như thế nào mình sẽ cắt sau, nhưng mà à, mình đoán combo cái này như kiểu nó đánh xong nó hít vào rồi đánh tiếp các bạn ạ. Nó kẹp kẹp ấy, như kiểu kẹp tóc ấy. À, ok, chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi trang phục nào. Thì hôm nay mình mặc bộ đồ của à đây. Bộ này, cái bộ này, chỉ bộ này nhá, từ đây đây cho anh em xem. Cái bộ này có thật với anh em là chỉ có dân chơi mới có được bộ này thôi các bạn ạ. Phải nói là rất là khủng mới chơi được bộ này, mới có được cái bộ này ấy. Nhưng mà mình đi left face cho nên là mình có các bạn ạ. Ồ, nó không cho thay tóc rồi. Ồ, trông bạn thật là đẹp trai.
Cho gì này? Đây là cái chải tóc hay sao các bạn ạ? Nó không cho mình thay đổi kiểu tóc. Ủa nó sao? Được. À đây. Nhà mình không mặc bộ giật kinh gì nữa. Nó mới cho thay các bạn ạ. Ok. Đây à. Chúng ta có khoảng, mình đoán là sơ sơ khoảng 30-40 cái đầu gì đó. Mình đoán đấy, hay là tầm đấy. Ừ. Chúng ta có một số đầu gỗ xem mở khóa sau hoa. Nhưng mà ở đây thì ta sẽ có các kiểu như là vô chích nửa nửa này. Đó. Bobby này, đầu cơ bản này. Nếu mà đầu cơ bản các bạn thích phèn ấy, anh em đổi khoảng kiểu nào cho tôi. Cái kiểu đèn dầu này. À, cũng được anh. Ở đây này. Đồ đỏ ok phết anh em ơi. Đẹp trai luôn. Quá là đẹp trai. Quá là đẹp trai luôn. Đó. Đây, à. Cái này như cái bộ mà kiểu có tóc hay là cái gì đặc biệt nó không có. Nó chỉ cho mặc cái bộ ấy thôi. À rồi. Thôi mình mua bộ này mặc đi. Bộ này mình đi đánh nhau thôi các bạn. Thôi, làm quả tông vàng em ơi. Thì xin lỗi các bạn nhưng mình sẽ đổ một cái tông vàng để đi đánh nhau cho nó cháy nha các bạn. Xem nào. Chúng ta xem mặc có gì trong tay đây. Mấy cái món vũ khí này mình cũng không thích lắm nhưng mà thôi. Mình sẽ... À, không ai nhiệm vụ của mình là phải chết hai cái này đúng không các bạn? À. Lần đầu tiên chúng phải đẩy cho không khí. À. Như là cái này nó có thể đẩy địch lên. Rồi sau đó là mình chém nó trên không trung. Thì nó sẽ tính chí mạng các bạn ạ. Ok. Rồi. Ủa gì đây? Ồ, làm rồi vậy các bạn. DLC mới này nó có rồi các thứ à. À. Ồ. Rồi xem nào. Ồ. Mạnh với các bạn ơi. Thôi từ lại nào. Rồi. Ồ. Đây. Ủa. Mạnh phết các bạn ơi. Ok. Tí nữa mình sẽ chơi từ cái kẹp tóc. À xem. Mình nghĩ bây giờ mình sẽ thử cái chải tóc xem nó như nào các bạn ạ. À. Ôi từ. Lại các bạn. Đánh đầu quá. À. Cái chải tóc này nó sẽ hất địch lên. À ok. À. À. Không biết mình hất được boss đâu các bạn nhỉ. Mình sợ là không hất được boss đâu. Mình nghĩ là thực sự là khả năng là cái chải tóc này sẽ không hợp với mình. Mà thôi. Không sao cả các bạn ạ. Nãy mình nên thiếu một spoon nhưng mà với 3 boss team shell thì nó không được vấn đề. Nên là cũng không quan trọng lắm. Ok. Để theo sò tai đỏ. Để theo sò tai xanh lè, xanh lét thì chúng ta sẽ cần những món đồ xanh ha. Cái cắt tóc này, cái kẹp tóc này thì... Oh. Xin chào nhà thám hiểm, tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Ok. Đầu. À. Nói chung là mình sẽ đi xuống dưới này các bạn ạ. Ok. À. Chúng ta sẽ tới cái map đầu tiên trong cái DLC này, đó là Castle Outskirts gì đó. Ờ. Có thể khả năng cao là một cái chỗ nào đó trong cái lâu đài các bạn ạ. Mình hơi ngu tiếng Anh, các bạn thông cảm với mình nha. Còn dù sao thì chúng ta sẽ có một số món đồ ở đây. Cái thứ mình cần lắm các bạn ạ. Mình không cần lắm. Mình bán đi mình lấy ít tiền tí cho dễ. Ồ.
Hôm nay không có giờ connector đứng đây. Có một người tên là Sanoa. Nói chung thì bạn này nó cũng kiểu về chuyên về ma thuật như là giờ connector các bạn ạ. Cũng không có gì đặc biệt lắm. Ok. Quiz à. Bắt đầu tiếp theo nhạc sẽ là Legendary, không thể xóa. Ok. Trong đó mình sẽ nhặt nha các bạn. Để tí mình xem thử là liệu cái gậy cắt tóc của mình ấy, khi mà nó lên đồ nha dần thì hiệu ứng nó sẽ như thế nào nha. Mình mong là nó sẽ đủ mạnh. Ok. Không có gì luôn. Con này có vẻ tăm tối phết các bạn ạ. Ô nó khóa rồi. Ô khóa rồi các bạn này. Đi vào cái gì? Giữ cái dây này. Ui. Đấy. Tưởng nào. Chúng ta mình thấy cái cắt tóc phải đánh nhanh hơn này. Đó. Có thể cứ quái và chết luôn. Quái trong bên thì nó cũng thấy khá là lạ mà. Mà về cơ bản thì nó vẫn là một phần nó có biến thể cũ thôi, nhưng mà cái con cào cào này. Đó. Nó là một cái biến thể cũ của con cào cào màu xanh thôi. Không dịch biển lắm. Đây. Chúng ta sẽ gạt cái phần gạt này. Thì chúng ta đi tiếp nha. À không không, nhầm. Hạ cầu xuống. Hạ cái cầu xuống các bạn. Ok. Cửa này. Mình bôi tìm mình thấy rồi các bạn ạ. Nhìn một cửa này. Chấm lực phết các bạn. Ok, mình đã đi hết một đoạn rồi. Thì ở đây trên chúng ta sẽ có một cái cầu thang đi lên đấy. Nhưng mà ở đây có một đoạn nên là mình đi xuống thử xem sao. Wow. Một cái quan tài các bạn ơi. Dưới đây có gì này. Cái khiên các bạn ơi. Ok, mình sẽ thay cái này đi. Thôi. Đang review vũ khí, chúng ta sẽ test hai cái vũ khí để trước. Nhưng mình thì đây là những món đồ của phiên bản update mới các bạn ạ. Để chải tóc các thứ à. Ủa không lên, sao không cho lên? Ủa? Là sao? Từ hai mình chỉ đi lại cái vòng cái cô chú quan tài này thôi mà. Ok. Bận nắp quan tài hôn em lần cuối. Sao mày ở đây? Mày mua tiền đánh thức tao. Ok. Nghĩa là ông này là cái con trai của cái ông nào đó kiểu Dracula các thứ ấy. Rồi ông sẽ ông cảm giác như là bố ông làm loạn nên là cần sự giúp đỡ của mình ấy. Kiểu vậy ha. Ok. Mà con này, mấy con này trong đây đánh đau nha các bạn. Mấy con này trong đây mình cảm giác nó đánh đau hơn bình thường ấy. Khu này mình cảm giác cũng rất rộng thôi. Mình đi một tầng có thể nó sẽ cho mình đi thêm 2-3 tầng nữa. Theo khả năng của mình như vậy. Nhưng mà không sao các bạn ạ. Mình đã có trong tay cái vũ khí mạnh nhất rồi thì mình cũng không sợ đâu. Thì mình sẽ dùng cái này mình chiến boss luôn cho nó dễ các bạn. Cầm cái đồ kia đánh đau đầu lắm.
mãi không chắc cũng không chết. Ô ô ô, bắt con chuột là cái gì này? Mình được một cái chìa khóa các bạn ạ. Không biết nó bắt con chuột được cái gì không. Ồ, cái bậc thang lại nhỉ. Nè các bạn xem này. Đó, mình đi đến sẽ rơi. Nguy hiểm phết đấy. Em mình nhận thấy gì? Ô, đau rồi. Con này đánh phải đau phết đấy các bạn. Thì con này nó ném một cái thanh xương thôi nhưng mà đa của nó cũng cơ 1-200 một đòn, khá là đau. Các bạn như đây sẽ là một cái khu khó rồi các bạn ạ. Khu này sẽ rất là khó đây. Mà không sao. Test cho các bạn xem. Rồi. Đi nào. Đi nào. Tàn sát các bạn ơi. Tàn sát cả cái khu này luôn. Ô, mình vào trong đây có gì này. À, mở chìa khóa mình cứu bạn này ra được trang phục các bạn ạ. Ok. Ủa sắp chết rồi. Trời ơi, anh đau thế. Chưa chi là phải xài bình máu rồi các bạn ơi. Bất ổn quá. Wow. Cho mấy cả mấy con lưỡi giáo nữa các bạn. Cái con này mình nhớ là xưa phải đánh cái map gần map cuối mới có mà. Ngay map 2 nó đã có rồi. Chứng tỏ là đây sẽ là cái map rất là khó chơi. Ồ. Với thác nước rất đẹp. Ua. Thác máu các bạn ơi. À đù. Ghê vậy các bạn. Đây là vũ khí của thằng liều đó các bạn ơi. Đây là cái xiên thôi. Đây là cái ống tiêm của The Collector. Mình thấy cái xiên này tuy khá là đau nhưng mà nó chỉ dành cho người liều đó các bạn ạ. Shit. Không có gì không? Cái vũ khí này mình có thể chặt 2-3 thằng cùng lúc các bạn. Chặt cái là đau quá. Mình sẽ mua thử trong cửa hàng có gì không. Ok. Survival. À được cái bẫy sói này. Ngon. Ta sẽ có một cái bẫy sói à. Bẫy sói này thì mình chặt kiểu mình đánh nhau cũng được. Khá là ok đấy. Ồ, mình đến lâu đài của Dracula này. Ồ, để xem còn chút nào khác không. Thì hết rồi các bạn ạ. Ok đi. Có vẻ nghi khu này nó cũng sẽ rất là rộng. Với bạn muốn tìm xem nó hơi khó này, cũng hơi lo. Bây giờ thì mình theo mình thì món đồ tiếp theo mà mình lên thì nó có thể là cái gastronomy này. Cái món cái đột biến này thì nó sẽ giúp mình khi mà ăn sẽ được thêm HP.
nghĩ là khá là ok mình ha. Mình sẽ mang cái đó vào để vào trong lâu đài của Dracula ha. Tin có gì đó bất ổn ở đây. Ô con gì này? Oh shit. Mày làm gì? Mày làm gì tao? Nó đòi nhìn nó lăn đến mình các bạn ạ. Ồ nguy hiểm phết đấy. Nhìn chắc thử đó này nào. Đây em. Từ từ gọn đây. Lúc này còn con cả mấy con quái mạnh mạnh nữa. Con lưỡi giáo đâu mà đi những con thên này. Ôi bạn ơi. Giá ổn rồi. Giá kia là nguy hiểm quá các bạn ơi. Mất cái Zono rồi các bạn. Ủa giảm thế không biết. Ui, thằng trên này chém đau phết các bạn ạ. Mình thấy nó to to giống kiểu thên trong liên quân thì mình và tên là thên luôn các bạn. À. Có đỡ đòn, có cái khiên đỡ đòn và cái đánh cũng yên tâm hơn hẳn các bạn. Gì ấy? Mày làm gì? Mày làm gì? Anh có thể đỡ luôn được cả đòn này của con này. Ôi. Cả hai con này nó đều đòi lao tới nó đánh mình các bạn ạ. Nhưng mà mày tuổi gì? Tuổi gì ạ à, em ơi? Ô. À, trong cái tượng này nó chui ra đâu đánh mình ấy. Ôi vãi. Nguy hiểm mày ba. Ôi nguy hiểm ơi. Ô, ba con. À, cái khiên này nó đánh được các bạn ạ. Nhìn như này. À, đây em. À, mình hiểu khiên này rồi. Nếu mà để tối ưu đam tốt nhất đấy, thì sau khi đỡ đòn xong mình có thể dùng cái khiên này để mình đánh luôn các bạn ạ. Đây. Đó. Nó sẽ khá là tối ưu đam hơn cho mình. Ồ, chúng ta có cái đàm Mizuki bạn ơi. Cái đàn này là một trong những cái đàn khó chơi nhất. Giờ mình sẽ test cho các bạn cái đàn Mizuki này. Cái đàn này là cái đàn khó chơi nhất trong cái đàn Excel. Mizuki khó chơi nhất. Bỏ đơn giản là để chí mạng cái gậy này thì không phải chuyện dễ các bạn ạ. Ồ. Mình nhớ là phải đoán nốt nhạc của các thứ mới chơi được. Nhưng mà mình cũng chịu. Tí mình sẽ thay ra nha. Ok. Có cái quả cầu rồi. Có gì biết không? Không chí mạng được. Nhớ là phải ra cái nút xanh 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 gì không? Thực sự nó rất là khó chơi cái gậy này ấy. Bất an quá các bạn này. Bất an quá. Bất an quá các bạn này, bất an quá. Không bật acid mode nên thì nguy hiểm lắm các bạn ạ. Ô, con này ba gậy đã đi rồi. Tính ra cái này tính ra cái đàn này tuy khó chí mạng nhưng mà được cái là đam cấp của nó đã cao sẵn rồi các bạn ạ. Có lẽ là nhà phát triển đã lường ra là cái gậy này nó khó chơi cho nên là nó đã cho cái đam nó to hơn, đam thưởng to hơn. Nhưng mình nghĩ một tí đó mình cầm gậy này đánh boss rồi các bạn ơi. Cầm chí mạng nó không sao cả. Đi ra thì nó cũng là đánh đỡ hơn so với cái gậy kia. Nhưng mà cắt tóc kìa.
cái da thì nó cũng gọi là đam cao hơn một chút so với cái kẹp cắt lóc cơ. Rồi, ok. Nó sắp dao à? Mình cũng không cần đi cửa hàng đâu, nói chung là ổn rồi. Chém ai? Chém ai? Ok, Master Keep. Mình nghĩ đây sẽ là một con bot nào đó. Theo mình cảm nhận là nó sẽ khá là khó nha. Mình mong là nó sẽ dễ một tí, chứ còn bot mà khó thì khó chơi lắm. Không có gì hay các bạn. Mình tưởng là chói sẽ ra đam mà không có. Nhưng mà mình nhìn nhầm như sao. Yeah. No more seed. Cảm thấy như này là ổn các bạn ạ. Nãy mình chơi hơi quá tay hết tiền nên không đều được biến được. Nghĩa là thật ra chỉ mang được mỗi mô No Mercy vào thôi. Ồ ôi ôi kìa. Wow. Nó xích vào các bạn ơi. Ok. Nơi đây mình thấy khá là nhiều đầu lâu xương chéo ha. Cũng là như bốt ở đây chết rất là mạnh ấy. Lên cho em ngang con bốt đi mà. À đù, ô thần chết các bạn ơi, thần chết. Ôi gì chúng mày. Không sao, không sợ. Ô. Ôi a đù, a đù. Tôi nó có một cái đòn nó phi gậy này. À. Nhá được rồi. À ôi gì. Mà bố nó vô tất. Mà cái có gậy này, đó. Con sẽ chém như này. Ok. Ồ, nhá. Chờ đây em ơi. Ui dồi. Chỉ cho gì. Ra đây. Mình nhìn này cho nhanh các bạn. Nhìn này cho nhanh. Nào. Không ngờ gặp phải thằng liều. Đưa hết vào đây. Bơ hết vào đây. Bơ hết vào đây. Rồi, lát xa lìa canh hồn lìa khỏi xác anh em ơi. Chúng ta có lưỡi hái của thằng chết này. Theo mình thấy thì cái ống tia của The Collector nó sẽ không tiêu tốn quá nhiều cell như các bạn nghĩ đâu. Cho nên là các bạn có thể dùng phun trận cũng được. Chỉ lúc đấu với The Collector ra thì đừng có dùng thôi. Còn lại thì dùng lúc nào cũng được. Ồ. Ồ. Chà, buồn thật. Nói chung thì có thể làm có một cái vấn đề đó các bạn ạ. Các bạn nếu mà có dành thì các bạn dịch giúp mình nha. Nhưng mà mình đang chơi mình không có hiểu hết. Ok. Ở khu này thì nó sẽ có thêm cái đùi gà nữa. Theo mình thì mình sẽ chết thêm cho các bạn cái vũ khí trước này nha. Chết cho gọn thêm cái này đi. Cái này. Ua. Đây là lưỡi hái của thần chết đúng không? Có nhìn này. Ua. Lực phết các bạn ơi. Lực phết đấy. Ô có bình thuốc à. Ô anh xin. Ô chỉ có hai khu rồi. Ô. Sao đi được có hai khu vậy ta. Từ từ. Wow. Sao? Ồ, nó thay đến đường trong cái DLC kia kìa. Mình trước thì có một cái. Mình trước mình nhớ có một cái DLC là. Ồ. Từ từ. Từ có này để mình đi sẽ tích cộng sau. A đù. Nó đánh nó ra cái linh hồn này các bạn thấy không? Rồi nó sẽ la vào sẽ đánh quái luôn này. Ôi được quét các bạn ơi. Đang cũng khá ok đấy. Ồ.
Mình nhớ là nãy nó mình có đi qua, mình nhớ nãy không lầm là ở trong một đời một lần mình đi nó sẽ có thường lên đường đến khu của DLC The Photophone á. Nhưng mà mình không biết tại sao nhà phát triển phiên bản này nó bỏ nó đi rồi hay sao các bạn ạ. Mình không thấy đường đi, thay vào đó thì mình sẽ được tới ngôi mộ á. Ồ, vũ khí chuẩn họng phết các bạn ạ, chém đúng đã luôn. Wow, cái vũ khí này thề các bạn luôn, chém đúng đã luôn các bạn ạ. Wow, đây là đùi gái rồi, ăn phát đầy cây luôn. Xô wow, mấy con, cứ con nào nó muốn ra đánh mình là nó sẽ lại vật lại nha các bạn. Ôi, dã man thật. Nào, lấy này cho anh. Đúng rồi, tuyệt vời. Bùi xịn đấy các bạn ạ. Đủ, đủ bọn đánh bốt khó khác. Bốt này nó cũng mua múa các thứ ấy. Nhưng mà may là mình vẫn qua được các bạn ạ. Không là mình ngỏm lâu rồi. Còn cái Asimut nãy mà mình bật lên ấy, thì thực tế nó chỉ để cho mình chết thì sẽ không mất máu thôi. À chết thì vẫn sẽ được chơi lại thôi. Thì thực tế nãy cái Asimut mình bật ấy, thực ra thì nãy là nó chỉ gọi là nếu mà mình chết thì sẽ không phải chơi lại từ đầu thôi. Chứ còn thực ra cũng chẳng có giảm đam của quái hay gì đâu các bạn ạ. Ồ, quên mất không lấy chìa khóa. Chúng đỡ đòn các bạn. Có lẽ lý do duy nhất để mình hay chết đó là do mình quên không parry. Nói chung là mình cần ăn gọi là nhiều nhiều một chút thì nó dễ đánh các bạn. Bỏ đồ vũ khí à? Kẹp tóc 5.000 tu đam thì nó to hơn cái này đúng không? Cái này có 2.900 thôi. Mình mua bán luôn đi. Ok, hết tiền rồi các bạn ơi. Hết tiền rồi. Rồi chúng ta sẽ không cần miếng thịt nướng nữa. 3.800 máu chắc là đủ qua rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới một khu tiếp theo ha. Tính ra nếu mà mình đi đường nữa thì mình có thể tới tháp đồng hồ, nhưng mà thực ra mình cũng không cần đến tháp đồng hồ lắm. Mình sẽ qua một cái khu tên là gì? Forgotten Sepulchre. Một cái nơi nào đó đã bị lãng quên các bạn ạ. Mình quên mất nghĩa của nó rồi. Ngày xưa mình chơi Việt hóa thì nó dịch hết mấy chỗ này ra, nhưng mà giờ mình quên sạch rồi các bạn ạ. Đây là bộ dao nó. Giờ là ứng hơn à? Nhờ hiệu ứng hơn lấy. Theo mình thì trong khu này nó có rất nhiều xương sống rồi các thứ qua tài, thì khả năng cao đây là một cái nghĩa địa bên trong ấy, hoặc là một cái gì đó nó bị bỏ quên. Nhưng mà trong cái khu này á, trong cái khu này thì mình thấy có một điểm đặc biệt là nó khá nhiều dương nguyền, nhưng mà do mình không chơi dương nguyền nên là mình kể đi. Có bài có gì xeo thì mình không quan trọng với đấy lắm. Ồ, đi ra bay các bạn ơi. Con rậm rậm này con rất là mất dạy các bạn ạ. Nó rậm một cái là đau. Ở đây mình không nghĩ nó nổ chết. Khó lắm các bạn. Ồ, mình chết con này. Hay quá. Đó, con mới có mấy con cái con ấy lao vào. Ồ, chết rồi. Này có đèn này rồi. Nhưng mà mình chẳng may mà mất ánh sáng ấy thì mình khả năng cao là mình sẽ mất máu nha các bạn. Nên là khá là nguy hiểm nên là mình cần phải đi đến mấy chỗ có ánh sáng này.
Bây giờ thì mình sẽ thử cầm lại cái cả tóc đánh luôn các bạn này. Mình thấy tuy là có thể là đánh cái cây cặp tóc này thì nó cũng không có nhiều chiến như là cái lưỡi hái kia, nhưng mà ít ra thì cái này chém nó cũng có lực hơn các bạn ạ, cũng có đam hơn. Tí là mình sẽ để hai cây mình test đánh quái nha, test đánh bốt nha. Trong nữa thì mình sẽ thử sử dụng hai cái món vũ khí này để mình chiến bốt để xem sao như thế nào nha các bạn. Còn bây giờ thì để qua cái khu này thì ta sẽ cần phải có hai cái chìa khóa để qua hai cái cổng thì ta sẽ có đường ra. Như là cái cổng đầu tiên này, đi hết cổng này sẽ còn cái cổng nữa các bạn ạ. Ui, nhiều gai phết. Để quên có nói cho các bạn là chỗ này rất nhiều gai, cực kỳ khó qua luôn. Đây. Thêm cả cái bẫy sói nữa. Bẫy sói thì đúng là chuyên để khóa mõm cái thằng nào mất dạy các bạn ạ. Đòi va với anh là giờ rồi. Đó. Ui. Giờ điện các bạn ơi. Giờ lờ thì bú luôn các bạn ơi. Trời ơi, đúng vũ khí tủ của mình rồi. Ôi, mình băn khoăn quá các bạn. Không biết mình nên thay cái cặp tóc này hay cái nơi hái đây. Thực sự khó đấy các bạn. Khó quá. Cái sự điểm mắn là cái dây điện này khả năng giận quái của nó thì rất là ghê luôn các bạn ạ. Mình có thể vừa giận quái này, chỉ điểm món đồ lờ nha các bạn. Món đồ lờ thì nó sẽ tăng thêm đam các thứ nữa, chung thì rất là mạnh luôn. Mình cũng hơi băn khoăn các bạn, biết đi chơi không. Mà thôi được rồi, bản thân mình thì chắc là mình sẽ bỏ cái lưới hái đi các bạn ạ. Mình sẽ bỏ cái lưới hái đi nha, để lấy cặp tóc mình đánh. Quyết định của mình là như thế rồi, mình sẽ đổi nha. Thực sự cũng không nỡ chia tay đâu. Thực sự thì cũng không nỡ chia tay đâu, nhưng mà thôi, cảm ơn em vì đã cố gắng ha. Theo mình được biết đấy, thì nếu mà để muốn đánh vào với ok theo mình biết đấy là để tiếp tục DLC Return to Castlevania thì mình sẽ phải vào phòng đồng hồ để chiến với con bút kẻ giữ thời gian các bạn ạ, thì mới chơi tiếp được, chứ mình còn một đánh The Gaiden. Thế cho nên là mình sẽ phải đánh con này thôi, mặc dù con này theo mình thì khó chơi hơn nhưng mà không sao đâu. Theo mình thấy thì người giữ đồng hồ có vẻ khó đánh hơn một tí, cho nên là mình mong là sẽ ổn các bạn ạ. Ok. Bom bóp. Quá muộn. Ồ. Ra con này, ra cái kia này mình cảm giác nó không đỡ rồi liên tục được hay sao các bạn ạ. Ồ. Bị mất kia rồi. Bước ra đây. Bước ra đây. Phải đánh xong mới được gáy nha các bạn. Phải đánh xong mới được gáy nha. Một con cũng hãy im lặng. Im lặng nó vàng các bạn ơi. Ok. Chúng ta sẽ đến những khu cuối cùng rồi các bạn. Mong là dễ chơi tí. Ô, giờ banh này, ok, không bao giờ banh đâu.
The Bank bây giờ khó chơi quá. Có hai đường đi này. Đây là... À, quên đấy, The Queen and The Sea các bạn ạ. Đi theo The Queen and The Sea thì mình không có chơi, mình cũng không có gì nhưng mà... Ồ. Ồ khoan. Ồ các bạn ạ. Thực ra thì mình mới nhận ra đó là để có thể đấu với nô đài đến với nô. Thực ra thì mình mới nhận ra. Ồ các bạn ạ. Thực ra thì mình mới nhận ra đó là để có thể đến với điểm cuối của DLC thì mình cần phải đánh lại từ đầu các bạn ạ. Bởi vì tuy là mình đi đúng đường rồi nhưng mà nó vẫn không cho mình tới các bạn ơi. Mình phải chơi lại các bạn ơi. Hơi tiếc các bạn. Nhưng mình phải đánh lại từ đầu. Thực ra đó không phải là một sai lầm hay cái gì nha các bạn. Không phải là mình mắc lỗi gì cả mà đó là vì ở đây. Đó. Tôi đã đi tìm bảo ông nơi rồi. Tôi đã tìm thấy đường đến phòng của bố tôi. Ngôi đạo. Đây là một cái hòn đảo. Một cái ngôi nhà là hòn đảo. Ở tháp đồng hồ. Giống như là cái căn phòng lâu đài của bố tôi. Đó, chúng ta sẽ nên chăm phá. Tôi sẽ gặp bạn ở The Clock Room. Đừng cố chết đến khi đó. Đó. Đây. Nghĩa là bây giờ ấy, khi mà cái ông này ổng tìm được đường rồi thì đáng ra là phải sau cái map đấy các bạn nên chơi lại từ đầu. Ồ. Thì ra sau cái map đấy các bạn phải chạy từ đầu rồi sau đó thì mình mới có thể tiếp tục đi đến DLC tiếp theo mới có thể. Nghĩa là đến cái lúc đó á, nghĩa là từ cái lúc đầu á, đáng ra là mình giết con bố đi xong, mình gặp cái ông kia xong thì mình có thể khởi động lại rồi sau đó mình chơi tiếp. Thì nếu may mắn thì mình sẽ tiếp tục được chơi DLC để vào cái khu vực cuối của trùng cuối ha. Nhưng mà do là mình lại cố chơi đến đoạn kiều thì thôi. Mình sẽ skip qua đoạn này cho các bạn ha. À đây rồi. Chúng ta đã sẽ tới DLC. Ok. Nào sẽ đến với lâu đài của Dracula các bạn ạ. Yes. Ok đấy. Có vẻ triển vọng các bạn ơi. Đợi mãi rồi. Quan của gì các bạn ạ? Nhìn cái là cái khu của nãy mà. Wow. Đó là cái khu của nãy mà các bạn. Wow. Sao mình lại về cái khu của nãy ta? Hay là nó cho mình đi lại ta? Mà tôi không quan trọng các bạn ạ. Đằng nào thì mình cũng review sạch các quái ở đây rồi nên là mình nghĩ là cứ mua ta xem được tiến bộ thôi. Con gì này nó xuất hiện nhỉ? Để tỏ căng các bạn. Mày tỏ căng các bạn. Mùa nào nó đang thích mình như Dracula ấy. Điểm à? Mình sẽ giải thoát cho một cái thằng nào đó các bạn. Giờ mình để ý có cái chỗ này các bạn. Oh. À
Thằng cái này nó phun lửa các bạn ạ. À, nó thể hiện một cái bất lình các bạn ơi. Sao nãy mình bị dính đòn thì nó các bạn ạ. Nó không sao, mình hình các thứ sẽ ổn thôi. Bây giờ thì đồ mình cũng khá mạnh ngồi nên là mình có thể mình chọn mấy thằng này nhá các bạn. Chung là bọn này giờ không có tuổi mình các bạn ơi. Úi dồi, đó, à con này. Con này nó phi nhanh lắm các bạn ạ. Ồ, giờ khó đoán lắm đấy. Ôi ôi, cái lồn gì này? Ủa? Vãi! Cái chỗ mình chơi nó bị đảo ngược các bạn ạ. Ui! Kèo, ui! Mình nghĩ là kèo Dracula có thể nó sẽ khó lắm đấy các bạn ạ. Ui à! Căng rồi các bạn ơi, căng rồi. Căng quá rồi. À, trang phục các bạn ơi. Mình đi khắp nơi rồi nhưng mà mãi chưa tới cái đích đâu. Không leo lên được. Cái chìa khóa hiểu gì? Chìa khóa kiểu gì các bạn ơi? Hay là dưới cái dương người ta. Ồ. Không sao các bạn ơi. Con này hai nháy thôi. Đủ rồi các bạn. Hai nháy là đủ rồi, có gì nhiều đâu. À đây. Thật ra nó có khác một chút các bạn ạ. Thiết kế thì nhìn khá là giống nhau nhưng mà thực tế nó sẽ khác một chút đâu. Ok. Chiến luôn anh các cháu ơi. Chiến luôn đi con cháu ơi. Như là chúng ta sẽ chuẩn bị chiến đấu với Dracula các bạn ạ. Sẽ rất căng thẳng đây. Mình mong là nó sẽ ổn ha. Ok. Như một lần thôi, nói chung là không có gì cả. Bây giờ thì mình sẽ gọi là tức tay trận này các bạn ạ. Chết là hết ha. À, lần này mình sẽ được đi qua luôn, mình không bị kéo lại nữa. À, hiểu rồi. Ok. Được rồi. Oh. Final step. Ok. Được rồi. Nhìn đồ các cháu ơi. Chúng ta đây rồi. Lần sau cửa này sẽ là căn phòng ngai vàng của bố tôi. Thế đấy tôi sẽ để chiến đấu với anh ấy vì mình. Để bố chúng ta. Bố tôi không đặt hình, bà thể đánh bại được. À. Địch mẹ đã đấu thì đấu cũng đi, trời ơi. Con này giờ thì nói được các bạn ạ. Héo nhỉ. Nhưng không được chuyện này. Nhiều ơi. Ok, địch con mẹ bước hết vào đây. Quá trình không? Ủa đâu đấy, đâu? Thôi, chưa tử tế gọi này. À đủ. Có cả võ cả thứ không? Ồ. À mình hiểu rồi. Mình sẽ nắm sơ qua một số đoàn của con này trước ra xong rồi mình sẽ gì ha. Được rồi, bước em vào đây.
cái đoạn vô mua võ này thì mình phải test mà khó tránh quá. Ui cầm hết máu luôn rồi các bạn. À nó còn cách đường này. Quay rồi các bạn này. Quay rồi. Rồi. Game là dễ các bạn ơi. Con này đi ra đòn đánh nó cũng khá phức tạp vậy nhưng mà với mình khá là dễ. Con này nào. Mẹo rồi. Ô vẫn còn à. Ô vẫn còn à. A đù. Wow. Adu. Dracula thể biến thể cuối cùng. Bước hết vào đây. Trâu ấy. Trâu thế. Ủa để trâu vết các bạn ơi. Máu đeo trâu ấy. Tự nhiên mình gắt xuống mình chết các bạn ạ. Ok không sao. Trở lại nào. Ôi đau vậy. Này nó chí thẳng vào mắt mặt mình luôn à. Ui lát cả máy mình luôn các bạn. Nó luôn. Không sao các bạn ơi. Vì còn máu. Nó còn chưa được. Được. Có mẹ mày làm gì vậy? Ơ bà lính ơi đi chơi tao đi con mẹ đây ơi cô cuối cùng ăn được rồi thắng chưa. Yeah. Oh. Ào nhầy mãi mới thắng được nói các bạn ơi. Yeah. Con này mất mấy lần, mấy con trước là 100 lần đánh rồi mày mấy lần đấy các bạn. Rồi mình chết là mình mất hết thôi. Nhưng mà lần này mình lại sống các bạn ơi. Mình bật Asimov lên nên là đâm ra nó sẽ gọi là chết thì vẫn còn được. Nhưng mà mình không hề giảm đam hay giảm máu của con này nha các bạn. Mình đánh như nào là sự thật nó thế luôn. Oh. Mình chỉ cái là chết đi cho sống lại thôi chứ còn. Ồ có vampire killer. Ok. Yes. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành DLC Return to Castlevania, một trong những DLC cuối cùng của Dead Cell. Thực sự thì khá là cảm xúc các bạn. Bột đoánh nghẹt thở luôn. Đây mới là mốc 3 mốc team cell nhá. Chứ còn mốc 5 mốc team cell mình không biết nó sẽ khó như nào nữa các bạn ạ. Thực sự thì mình cảm thấy là bỏ hơn 100.000 cho DLC này thì thực sự là vẫn hơi đắt. Nhưng mà thực ra thì
để có một cái trải nghiệm mà chiến đấu với những con bot nó khó như này thì thực sự theo mình thấy là rất là đã nha các bạn. Wow, giờ mình vẫn không tin được là mình thắng được con ấy luôn á. Trong YouTube người ta đánh căng lắm mà mình đánh kiểu kiểu gì ấy các bạn ạ. Ôi, wow. Dù sao thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của N11, và nếu các bạn thấy video hay thì nhớ bấm like, subscribe, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Thì nói chung thì mình còn rất nhiều điều muốn nói với các bạn, nhưng mà có lẽ là một video này sẽ không đủ đâu. Nên là chúng ta sẽ để ở những video tiếp theo nha. Còn giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Thắng các bạn. Đã vậy.